Kênh YouTube Thước Đo Nhật Bản xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị. Hôm nay là thứ tư ngày 17 tháng 1 năm 2024. Video này được phát vào lúc 19 giờ nha mọi người. Thì hôm nay em cũng lên được một ít mũi khoan ha. Hôm nay có mũi khoan đã qua sử dụng, mũi khoan phủ tim, mũi khoan đuôi côn ha, mũi khoan đuôi côn dài. Một cái tu xoay của hãng Ego cánh chim ha. Của Nhật nha. Thì mấy cái đầu kẹp mà mũi khoan hai con cò và một cái máy khoan tí hon ha, như khoan tí hon. Rồi thì cũng như mọi ngày nha, mọi người mua hàng vui lòng gọi số điện thoại của em ha, 0961063939. Mọi người có thể gọi điện thoại ha, gọi qua Zalo hoặc là nhắn tin Zalo, thì có ba hình thức liên lạc với em ha, gọi qua điện thoại, gọi qua Zalo hoặc nhắn tin Zalo. Còn mọi người comment cho trong YouTube hoặc là mọi người nhắn tin, thì khi có ví dụ như mọi người xài iPhone thì mọi người nhắn tin qua em có thể trả lời được ha. Còn mọi người mà xài hệ đàn khác thì nhắn tin qua em chỉ đọc được thôi chứ không thể trả lời được. Đó thì cái sự bất tiện nó cũng hơi bất tiện nhưng mà em chưa có khắc phục được. Rồi một vấn đề đó là tiền hàng ha. Tiền hàng thì mọi người sẽ trả thêm tiền phí ship nha. Bên em sẽ không có bao ship tất cả cái đơn hàng luôn ha. Rồi hôm nay em đi vào mã số 1 nha. Mã số 1 là mũi khoan. Một cái bịch mũi khoan như vậy là 400.000 ha. 400.000 một bịch mũi khoan. Thì mũi khoan này em chưa có vệ sinh gì hết á. Nói chung là nó nhiều quá không có thời gian vệ sinh. Nếu mà vệ sinh thì nó đẹp hơn chút xíu. Nó đẹp hơn thì nhìn bắt mắt hơn. Mọi người sử dụng nó mọi người sẽ dễ mua hơn ha. Nhưng mà đây em chưa có vệ sinh gì hết. Đó, nguyên bản nó là như vậy. Đó. Rồi mũi khoan đã qua sử dụng thì cái màu nó không có được tươi sáng ha. Nhưng mà cái này thì đa phần là sử dụng được hết nha. Và mũi còn dài không có phải là ngắn cũn ha. Thì trong đây mã số 1 nó sẽ có là 2 nè, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 mũi. Thì trong đây mũi nhỏ nhất, mũi nhỏ nhất nó có thể là 2 chấm mấy ha. Rồi, đợi em chút xíu em tìm cái thước của em, cái thước thất lạc. Đây, mũi khoan này 2.4 ha. Đó, còn cái mũi lớn nhất là cái mũi này. Nó rơi vào là 12.2 nha. Mũi lớn nhất 12.2. Thì trong đây nó có mũi này đo ướm thôi nha, khoảng 10.9 nè. Đó, rồi cái mũi này nó 10.7 nha. Đó. Rồi mũi này là mũi 10 ha. 10. Đó thì nguyên một mớ này là 400.000 nha. Cái này thì số lượng nhiều nhưng mà em không có đăng hết một lúc mấy chục mã được, chỉ đăng một hai mã cho mọi người chọn thôi ha. Thì nếu mà ai mua trước thì sẽ lấy cái mã trên trong video này luôn. Đó, hai người đầu tiên mã số 1 và số 2, ai mua trước thì lấy mã này luôn. Còn nếu như mọi người nếu mà em bán hai mã này rồi mà mọi người gọi nữa thì em sẽ hỏi xem là mọi người cần không. Nếu mà cần thì em sẽ lựa giống như vậy nha. Số ký y chang và số cây nó cũng tương tự nha. Thì cái này em bán ký thì cây lớn thì nó sẽ ít cây, mà cây nhỏ nếu mà lấy size nhỏ thì nó sẽ nhiều cây hơn. Nhưng mà đặc biệt là mọi người lấy size nhỏ thì rất là khó, tại vì nếu mà lựa hết size nhỏ thì size lớn ế nha. Đó nên là em sẽ ưu tiên là bán theo size từ 2 chấm mấy trở lên cho tới 13 ly, nó sẽ chia đều ra hết nha. Rồi mã số 2, cái cây bự nhất nè, chiều nhất này là 12.7 ha. Nhìn như vậy thôi chứ nó rất đẹp nha mọi người nha. Rồi có những cây như vậy 11.9 nha. Rồi có cây thì 9.3. Đó, nhỏ nhất, nhỏ nhất thì chắc là cây này 2.99 là 3 ly á mọi người. Cây này 2.6 nè. Đó. Mã số 2 nó gồm 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33 cây ha. Ít hơn mã số 1 3 cây. Cây to hơn thì nó sẽ ít hơn nha. Rồi, số 2 là 400.000 luôn nha. Mũi khoan này thì Nhật Bản, hàng bãi nha, không phải hàng Trung Quốc. Cái hàng này thì mọi người khoan sắt thép ở mầm ha. Chỉ có inox là nó không ngon thôi. Thì
khi mà lựa thì nó sẽ có một vài cây nó bị gãy như vậy ha. Đó, cái này thì đổ cho mọi người khác. Đó, đổ cho mọi người cây khác liền. À, mũ khoai thì nhiều nhưng mà không thể nào đăng một lúc tất cả mọi lựa mấy chục mã đăng lên được ha, tại vì mọi người lúc đó không quán luôn, không thể nào bán được. Đó thì chỉ bán hai mã như vậy thôi. Mọi người mua thì cứ đặt nha, mình có thể đặt theo số ký nha. Mua ký thì mua 2-3 ký gì đó thì giá nó sẽ rẻ hơn á, tại vì mua nhiều thì một lần gửi em sẽ bớt ra đó, thì mua ký nó sẽ rẻ hơn. Còn mua như vậy thì nó có mấy lạng thôi, tầm 6-7 lạng gì đó, 8 lạng thì tùy ha. Rồi mã số 3 ha, ở đây em có 4 cây mũi khoan. Một cây này là của OSG nè, Phủ Tin. Cái cây này là dùng trên máy phay nha. Cây này người ta khoan nó có cái màu trắng trắng như vậy, nhưng mà cái me này nó còn đẹp ha. Đó, me còn khá đẹp, chưa vệ sinh, vệ sinh ra đẹp mắt luôn á. 18 ly. Đó, đuôi này đuôi 20 nha. Chiều dài của nó tổng chiều dài nó khoảng tầm 180 nha. 18 ly rồi, tới một cây này đẹp tuyệt vời. Cây này là 17 ly rưỡi nha, của hãng Gunin. Đó. Gunin đó nha mọi người nha, cái này của Đức nha, Phủ Tin. Cây này thì cũng còn rất là đẹp luôn. Đó. Mã số 2, mã số 3 bán 600 ngàn thôi. Tính ra khoảng 150 ngàn một cây nha. Mọi người đi ra ngoài mua không được, cái này 150 ngàn một cây đâu nha. Chỉ có một mã duy nhất, cây này là 10.2 OSG. Cũng rất là đẹp. Rồi, tiếp theo là một cái cây này như mới ha. Cây này là cây mới luôn, chứ không phải là như mới nữa. 12.5 OSG. Mới luôn. Một cây này mọi người mua phải 300-400 ngàn một cây rồi ha. Là bèo nhất nha. Rồi, ở đây thì em bán là mã số 3 là 600 ngàn nha. Mã số 3 600 ngàn, 4 cây. Đến mã số 4 nha. Mã số 4 là 180 ngàn cây, cây khoan này của Nhật ha. Phi 13 dài 180, cái me cắt là 100 nha. Thì cái này đây nè. Cái đầu nhỏ này là 10 ly nha mọi người nha, người ta mài có me luôn nha. Cái này là nguyên zin như vậy, y như mới ha. Đó. 10 nè, cái đầu nhỏ là 10 ly, cái đầu lớn là cái phần lớn là 13 ly. Đó, dài 180 ha. Cái này là MT1 nha. MT1. 180 ngàn một cây này ha, mã số 4. Mã số 5. Một cái khoan mới nha. MT2 17 ly ha, Kobe. Hàng mới chưa có xài trong bọc luôn. 320 ngàn một cây này, có cái hộp luôn ha. 320 ngàn một cây. Hàng Kobe nha. Đó, Kobe, hàng mới chưa xài. MT2 ha. Mã số 6, MT1 mũi khoan 12 ly rưỡi. 12 ly rưỡi này là khoan Taro ha. Dài 300 nha. 12 ly rưỡi dài 300 MT1. Cái khoan này giống như chưa mài luôn nha mọi người nha. Khoan màu trắng. Rồi em sẽ đo thử tổng chiều dài nữa. Đó. À, nó mài khoảng tầm 7 ly à, 7-8 ly rồi. Đó, cây khoan này là 300 ngàn nha, mã số 6, 300 ngàn, MT1. Rồi, tới mã số 7, một cây khoan này cũng còn đẹp, mà một chút đầu rồi ha. Mã số 7, cây khoan của Đức ha, Gurin ha, Phi 15, khoan 15 ly. Cái này dài chắc 350 á mọi người, 340. Đó, cây này là 350 ngàn nha, MT2. Có một cây duy nhất nha, mấy cái cây bự này là em bán cho một cây thôi, cho một người đây ha, không có cây thứ hai. Rồi mã số 8. Một cái cây khoan này còn mới trong bọc, những cái đuôi này nó hơi xét chút xíu ha, mọi người về vệ sinh là xài được. Cây này thì phải xé này ra mới coi được nha mọi người. Đây là phần đầu đây. Đó. Phần đầu cái này là cái bột của cái khi mà người ta đóng vô công á mọi người. Người ta có mấy cái bột của cái gỗ thông á, để nó dạng như là nó chống cọ sát với nhau. 19.8 cái này biến bột ở đâu á.
tầm 19.8 á mọi người. Đó, cây này thì nó dài tới tổng chiều dài cây này nó dài tới 400 nha, 400 mới ha, mới tinh. Phải xé cái này ra rồi, xé cho mọi người coi chứ không xé ra không thấy đường. Đây, của hãng Gurin nha, 19.7 Gurin. Đó, 650.000 một cây này nha, khoan mới. Đến mã số 9 nha, 600.000 một cây khoan này, để trong công về nó xét nhưng mà me nó vẫn còn đẹp ha, me đẹp. Cây khoan này là MT2 22 ly, chiều dài, tổng chiều dài nó là 400, me nó là 250 nha. Cái phần chỗ này người ta mài cho nó thoát phôi nè mọi người nè, đó, mài cái này cho thoát nó phôi xuống ha, khoan dài khoan sâu. Mã số 10, 500.000. 500.000 là một cái cây khoan phi 14.5. Đó, hình như em có gì đó sai sai. Đúng rồi, phi 14.5 ha, dài 400 nha, dài 400, dài 400 ha. Cái cây khoan này thì cũng để lâu nó chuyển màu như vậy nhưng cái me còn đẹp nha, còn khá là đẹp. 500.000 ha. Mã số 11, 600.000. Cây khoan này là cây khoan 12 ly đúng nè, 12 ly đúng. Đó, của hãng Nachi ha. Tổng chiều dài nó là 500mm, 500mm. Đó, me đẹp nha, không mẻ không gì hết. Rồi, cây khoan này là 600.000 nha, mã số 11. Hết cái phần lưỡi khoan, đi qua cái phần này là một cái tô xoay. Thì hôm nay mua được một cái tô xoay khá là ưng ý luôn, 1.6.000 nha mọi người, 1.6.000. Tô xoay MT4 ha, của hãng Eagle Star này nè. Đó thì hàng bãi về thì nó không có đẹp như mới đâu nha mọi người, nhưng mà hình thức không đẹp như mới nhưng mà cái chất lượng thì như mới ha. Đó, về cái phần đầu đo nè, cái phần đầu chấm tâm nè, chưa có một vết trầy gì nha. Đó, tại vì về thì nó sẽ có reset ở trên đây, thì em lấy với nhám 3M nhám mút á, em đánh cho nó nhìn nó đỡ gớm thôi ha, chứ còn cái này không có một cái, không có một cái đường vân, một đường viền gì hết ha. Đó, ngoại hình thì không có được 100% nhưng về tính chất sử dụng thì y như mới nha. Đó, và nó rất là êm, và cái độ êm mình khi mà mình xoay mình cảm giác nó đầm, nó đầm lắm nha, đầm lắm. Côn số 4 nha mọi người nha, côn số 4 Eagle. Đó, cái phần bự này nó bự cho bá nè. Thì cái loại tu này á, là tu chịu lực nha, 70 ly. Đó, phần đầu nhỏ này là 30 ly. Côn số 4 khá là đẹp, cây này 1.6.000 nha, 1.600.000, mã số 12. Chỉ có một cây duy nhất nha mọi người nha. Rồi, đến mã số 13 là một cái này thì nó xấu quắc, không phải là tại vì nó xấu quắc mà là nó bị ở trong công, thì cái lô hàng về sao thì để nguyên vậy, em chưa có vệ sinh ha. Hôm nay thì cố gắng làm nhanh để cho mọi người xem cho sớm ha, chứ làm trễ quá là mọi người xem không kịp thì không có vệ sinh kịp. Thì cái đây là một cái đầu kẹp mũi khoan nhanh. Đó, 3 đến 16 ly nha mọi người nha, 3 đến 16 ly luôn, chứ không phải là từ 3 đến 13 ly nha, 16 ly nha, 700.000. Cái đầu này nó còn khá đẹp đó nha mọi người, nhưng mà vệ sinh ra một cái thì nó mới đẹp hơn, còn để như vậy thì nó không được đẹp lắm. Đó, cái đuôi này đuôi C32, 3 đến 16 ly, kẹp được 16 ly ha. Còn mọi người mua kẹp 13 ly thì cũng ở ngoài nó bán phải bèo bèo phải 800.000. Đó, rồi cái này thì chưa có vệ sinh để giày bán cho mọi người luôn, 700.000 nha. Cái này là mọi người tháo này ra là đẹp nha. Nè, mọi người nhìn chỗ cái chân này nè. Đó, nó khít, nó không có bị tè cái đầu này ra, là khi mà vệ sinh ra nó đẹp, tháo này ra là đẹp ha. Đó, em không có cái mỏ lết răng nào, em giật cái là nó văng ra. Đó, xiết bằng tay thì không kẹp giữ nổi ha. Rồi, 700.000 mã số 13. Đến mã số 14 nha,
Thì tất cả những cái này mỗi mã chỉ có một cái, mỗi mã đặc thù nó một cái ha. À, số 14 là cái đuôi kẹp C32 đó, Global. Cái đuôi kè cái này là chỉ kẹp tới 8 ly thôi nha mọi người nha, 8 ly thôi đó. Xoay nhẹ nhàng đầu đó, cái đầu kẹp thì khít nha, cái này kẹp 0.5 đến 8 ly, phi kẹp là 32. Thì cái này em bán 200 ngàn nha, mã số 14 chỉ một cái. Rồi đến mã số 15, một cái đầu kẹp nó nhỏ xíu như vậy thôi đó, Ella của Nhật ha, nhưng mà cái này nó kẹp tới 13 ly nha, 13 ly. Và cái đầu này thì nó cũng không có được như mới nữa mà nó cũng bị tù rồi ha. Thì cái này là người ta kẹp cái mũi khoan lớn á đó. Đó, em sẽ bằng sát cho mọi người xem. Thì cái này cái dạng mà có cái hình tam giác này nè, thì sử dụng từ 3 ly trở lên ha. Xoay nhẹ ha. Rồi mọi người nhìn ra cái khía này nè, sử dụng từ 3 ly trở lên. Con số 15 này là 250 ngàn, MT4 nha mọi người nha, MT4 nha, MT4 sử dụng máy khoan máy tiện. Rồi mã số 16 cũng là một cái con này cũng MT4 luôn, kẹp tới 13 ly luôn, của hãng Hara gì đây, của Nhật luôn ha. Cái này thì hàng Nhật về hết, chưa có vệ sinh gì ha, để nguyên vậy bán cho mọi người 250 ngàn nha, còn vệ sinh thì bán cho mọi người 330 nha. Đó, cái nào ra cái đó thêm công là thêm tiền, tại cái này em không có thời gian làm á, chứ em vệ sinh dùm cho mọi người chứ lại tiền gì. Rồi cái đầu kẹp này thì cũng nó cũng hơi giặt giặt ra rồi đó. Thì cái loại này, cái cây này thì vặn nó hơi nặng tay chút xíu nha, cũng kẹp từ 3 ly trở lên nha đó. Em vặn tay nè, hơi nặng tay, cảm giác nó hơi nặng đó, ra tới đây thì nó êm nè, cái phần trong nó xước đó. Đó, ra tay đã êm à. À, cái mã số 16 là 250 ngàn nha. Đến mã số 17, 250 ngàn luôn, cũng 13 ly giống cái cây kia, Ela gì đó. Thì cái loại này có hai cây, mã số 15. Mã số 15 và mã số 17 là hai cái giống nhau ha, hai cái giống nhau. Hai cái giống nhau. 250 ngàn. Đầu kẹp từ 3 ly đến 13 ly. Đuôi côn số 4, mọi người chỉ cần đóng vô cái ổ động là tiện, bật máy tiện lên là khoan vào tâm thôi ha. Đó. Đuôi côn số 4 ha. Nhỏ nhỏ vậy nhưng mà 13 ly nha. Đó. Còn cái loại bự chà bá như vậy nó cũng 13 ly nè, mà cái nhỏ nó cũng 13 ly ha. Rồi mã số 17 250 ngàn, 13, 17 và 15 giống nhau nha mọi người nha. Có hai cái thì bán được cho hai người giống nhau. Rồi 18 thì cái đầu này nó còn khá mới nha, nhìn như vậy thôi nhưng mà nó sử dụng ít nè. Đó, sử dụng rất ít, cái này là chắc chắn mọi người là sử dụng ít. Đó, thì cái này nó có thể kẹp được cái mũi khoan 1 chấm mấy ha, 13 ly, có một zip nè, Yukiwa da băng. Đó, thì con này người ta để trong cái thùng này nè mọi người nè, là bên trong nó bị ẩm á. Đó, thì nó xét nguyên một cái mặt, một phần ba cái mặt như vậy luôn, nguyên như vậy luôn ha. Thì cái ống ngoài cùng này là 42 nè, áo côn ngoài cùng 42, xong tới cái áo côn bên trong này là MT4 nha, và cái áo côn bên trong này nữa là MT3 là hết nha. Thì mọi người mua cái này một cái là sẽ được 1, 2, 3 nha, mua một được 3 nha, tính tiền một, mua một được 3 tính tiền một nha mọi người nha. 500 ngàn, mã số 18, một cái đầu kẹp khoan măng ranh nè. Mọi người nhìn cái phần này nè, người ta dùng ít thì cái chỗ này nó còn cứng khừ, chưa có dấu chày gì luôn nha. Đó, những cái chỗ này mà không xét là nó đẹp lắm. Rồi mua một được 3 đầu kẹp măng ranh, một cái áo côn 3 ra 4, một cái áo côn là MT4 ra cái 42 luôn ha. Rồi mọi người gắn lên máy phay luôn, nhưng mà máy phay gắn này chi, dùng cái đầu BT hay NT, có cái đầu khoan này thật dứt luôn chứ gắn này cho nó dài ra ta. Rồi. Rồi mua một được 3 nha mọi người. Mã số 18 500 ngàn. Đến mã số 19 cũng là 500 ngàn luôn. Mã số 19 ha. Em ru nhà re. 500 ngàn một cái đầu kẹp khoan nhanh. Cái này của hãng gì, nó có cánh chim ở đây.
mà em không thấy cái chữ. Đó, đây đây đây, cái chữ đây. Na đó. Man Maniton hả? Đó, cái này là hàng Nhật về nha, không có hàng Trung Quốc đâu. Kẹp khoan nhanh, rất là êm. Xoay ra vô êm ha. Còn cái là cái đầu trên này người ta cũng kẹp của khoan lớn nên nó hơi giật giật đầu nè. Thì cái này mọi người ưu tiên là kẹp phải tầm 3-4 trở lên thì nó mới cứng nha. Đó. Nó mới không có bị rơ rơ. Kẹp càng to hay càng cứng. 0 đến 10 3 đến 13 ly nha mọi người. 500.000 mã số 19. Rồi đến mã số 20. Một cái NT40. Đây NT40, cái hãng này em cũng không biết hãng gì, chưa có thấy chữ luôn ha. Showa 26 mọi người, Showa. Thì NT40 này đó là cái NT kẹp cái đó, thì trong đây nó bị mất cái lưỡi gà đây rồi ha. Kẹp cái lưỡi cắt. Đó, lưỡi cắt, lưỡi phay ngang đó mọi người. NT40 kẹp phay ngang. Ha, phay ngang cái đường kính này là đường kính 25.4 ha. Đo thử phải không? Chắc nó. Đúng rồi, 25.4. Thì trong đây nó có cái rãnh nè. Cái rãnh then này nè, mọi người phải có cái chốt then để cho cái lưỡi cắt nó không có di chuyển ha. Thì cái cục này nó bị mất cái chốt then đó rồi. Đó thì về mọi người già làm là cái khác, dân cơ khí làm cái này chắc 1 phút 30 giây không có, nhưng chắc 3 phút. À, 1 phút 30 giây mất đi tìm phôi rồi. Rồi. Mã số 20. À, em sẽ đo cái này cho mọi người nha. Xem có ai cần không nha. Thì nó có 1 2 3 4 5 cái tăng ha, 10. Cái này 20 ha. 20 20 20 và cái này 40 nha. Để cho mọi người phay thích hai phay ba lưỡi hay hai lưỡi với nhau thì phay ha. Đó. Tổng chiều dài của này nó tầm 100 ha, 100. Khoảng cách từ đây ra đây 100. Rồi, cái cục này là 400.000 nha, mã số 20. Mã số 21, một cái đầu taro thuộc nhúng của hãng Showa. Đây nè, hãng Showa nó có cái tự này, có cái ký hiệu nè. Ký hiệu ba cái cháu kẹp măng ranh giống như cái đầu kẹp của khoai rồi đó. Cái đầu này là cái đầu taro thuộc nhúng nha. Đây nè, thuộc nhúng nè, đầu này là cậu đầu kẹp taro. Thì nó chỉ là cái đầu cái thôi ha. Còn mình phải có những cái collet. Thì cái đầu này sử dụng cái collet cái đường kính 29 ly ha. Collet để mình cắn cái cây taro vô xong mình mới đút vô đây ha. Rồi, taro. À, cái đường kính kẹp này đường kính 42 ha, phi 42. Phi 42, đó. Tổng cái chiều dài của cái này nha. Tính cái phần đuôi thôi là 115, tính tổng chiều dài nó luôn tầm 240. Đó, thì trong đây có ổ bi nè. Cái đầu collet kẹp taro nó sẽ có cái ngắn nhắn vào cái ổ bi này, nhắn vào cái kịch ha. Đó, khi muốn rút ra thì phải kéo này xuống cho viên bi nó lỏng ra ha, rồi mới rút lên được. Rồi, cái đầu 21 này 400.000 luôn ha. Nặng chà bá lửa. Đến mã số 22. Hai cây cò mấy tiền nha, cây dài cây ngắn 300.000. Cái cây này người ta thêm cái đế này cho nó nặng ký vô, nó khỏi bị lật qua lật lại nè. Đó, rất là nặng. Cây này mà khách lạ là phải chuyển khoản trước nha mọi người nha. Còn khách quen thì không cần, chắc không ai bom đâu, nhưng mà bán lãi có 100.000 mà bị mất cọc, ở mất cái phí ship hơn 100.000 buộc. Rồi, khá là buồn. Hai cái cò máy tiện này là 300.000 nha mọi người nha. Cái dài nhất là 360 và cái ngắn là 205 ha. Đó thì cái hàng nặng này thì mọi người chuyển khoản trước nha. Rồi. Cái mã số cuối cùng luôn nè. Mã số 24. 24 ha. Mã số này thì có một cái máy khoan, này là máy khoan tốc cao nha. Thì cái video mà test cái máy này em có này, cái này thôi khỏi thì em khỏi đăng luôn đi. Tại cái này bây giờ em đăng rồi, hồi sáng em có quay một video rồi em chưa đăng. Đây là cái khoan Kira KHD6. Cái tốc quay của nó là tầm 7.000 vòng đến 12.000 vòng. Thì cái động cơ trên đây nè, động cơ Kernaghton nè. Điện 100V nha, nó hơi mờ, điện 100V nè.
Đó. Thì nó sẽ quay là 7.000 đến 7.500 vòng nha. Đó, thì em sẽ bật máy test cho mọi người nha. Cái này nó là tốc cao mà, khoan tốc cao. Rồi bên hông nó sẽ có một cái công tắc, bây giờ nó đang tắt rồi nè, gạt cái cần này nó sẽ... Có nghĩa là em đang ngồi chạm đất thì nó sẽ hơi chạm chạm nha mọi người nha. Đó. Rồi. Gạt thì nó không chạy ha. Rồi gạt công tắc lên nè. Đó. Rồi khi mình gạt cái này nó sẽ tự động bật máy nè. Đó. Nó im ru nha. Im ru luôn. Và nó quay tóc rất là nhanh. Thì cái con này nó quay tóc cao. Nó êm giống như cái quạt hút vậy ha. Im ru. Thì cái đầu kẹp măng ranh này. Đầu kẹp măng ranh này nó chỉ kẹp tầm 0 cho đến 4 ly thôi nha. Đó, và trong cái máy này thì nó cũng chỉ sử dụng là từ 0 đến 4 ly thôi, chứ nó không thể sử dụng cái mũi khoan lớn được. Tóc cao ha. Mũi khoan càng nhỏ thì sử dụng tóc càng cao, nó mới chống gãy ha. Nó mới đỡ gãy nha. Đó, còn ở trên nó tổng chiều cao của cái máy này là 475 nha. 475. Đó, và cái bề ngang là 210, bề sâu vào nó khoảng 290. À, con máy này nặng khoảng 20kg nha. Hành trình mà chạy của nó là chỉ có 10 ly thôi nha. Hành trình mà khoan á, hành trình khoan 10 ly. Đó. Thì đang sử dụng một cái đầu kẹp chi tiết này là kẹp rút nha. Kẹp rút collet là 2 ly ha. Thì mọi người có thể mua cái collet này thay, nếu mà mọi người muốn làm hàng số lượng lớn thì mọi người mua cái collet khác. Hoặc mọi người muốn khoan đồ vuông á thì mọi người tháo cái con này ra. Tháo cái con collet kẹp này ra ha, cũng bán được 500 ngàn á. Tháo con này ra rồi mọi người thay một cái eto vào đây là mọi người khoan thôi ha. Con này thì rất là nhỏ gọn, điện 100V. Khoan tóc cao dành khoan những cái đồ nhỏ xíu nha. Nó đỡ ngảy mũi. Và con khoan này là con khoan mini. Rất là khó để mua được con khoan này nha mọi người nha. Khoan này là 3-4 anh là thi nhau mua, nhưng mà nói chung là em qua sớm thì em đặt tiền rồi ha. Em đặt tiền rồi thì em mua thôi. Nhưng mà con này thì là đẹp, khó mua lắm nha. Dòng này khó mua. Thật sự những con khoan lớn 1m, 1m2 thì dễ mua. Chứ con khoan nhỏ tí như vậy thì rất khó mua. Đó. Rồi, con khoan này em bán 4 triệu nha. Giá công khai 4 triệu. Mọi người ai cần thì liên hệ nha. Rồi, video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào tối mai nha. Tối mai thôi chứ tối mốt là đi thất niên, không đi, không có bán được. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người. Chào tạm biệt. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.